Thì đây là nội dung cái khóa cái buổi training của mình ngày hôm nay. Thì mục tiêu của cái buổi này là giúp các anh định hướng khi mà build một cái project với TA Auto nói chung và cụ thể là F7500. Thì bây giờ giả sử là mình có một cái dự án thực tế đi. Mình được giao một cái VNID từ bên process, tiếp theo mình sẽ làm gì? Đó. Thì tụi anh mở cái folder tụi anh copy về á, thì có cái PND mẫu nè, mình mở lên. PND á, thì một số chỗ thì họ gọi là process and instrumentation diagram, chỗ gọi là piping and instrumentation diagram. Thì mục tiêu của cái VNID là bên công nghệ họ sẽ cung cấp cho mình biết là cái process họ bao gồm những thành phần gì và các thành phần nó phối hợp với nhau như thế nào. Đến tay phương bên điện hoặc tự động của mình đó, thì mình sẽ thêm những cái phần thành phần liên quan tới lại bên phần điều khiển. Ví dụ như ở đây mình sẽ chú thích thêm là tín hiệu, như đây tín hiệu gì, rồi cái đường dây đưa lên này nè là dạng tín hiệu là analog hay là digital, nó có ý nghĩa gì. Ví dụ đây ha, mình zoom lớn lên nè, mình thấy ví dụ từ cái cảm biến mực nước này đưa về ghi dùng cái chú này tín tín hiệu là 420 mA level. Rồi đây là tín hiệu điều khiển cho bơm, tín hiệu từ cảm biến lưu lượng, tín hiệu totalizer. Đó thì cái phần phía trên này là phần control của mình đây. Một số chỗ thì họ kỹ còn thêm cái phần động lực phía dưới nữa, power phía dưới, vào có phần SCADA phía trên nữa, tức là những cái tín hiệu là đưa lên SCADA họ cũng chú thích ở đây luôn. Thì đây là một cái binary đơn giản để mình làm quen thôi. Về quy ước đó thì mỗi một cái project còn có một cái quy ước riêng, thậm chí là mỗi công ty có một cái bộ tiêu chuẩn riêng luôn. Thì ví dụ ở đây LIT thì viết tắt là Level Indicator and Transmitter, thì mình biết đó là cảm biến mực nước. PP là pump, FIT là flow indicator and transmitter. Còn PI không có chữ T thì mình biết đó là đồng hồ cơ khí, chỉ cơ khí không thôi. Thì cái bước đầu tiên mình làm là mình sẽ đọc cái bản vẽ này, thì mình sẽ làm gì cái lại bên công nghệ để hiểu được là cái process này họ đang làm gì. Thì đây là một cái process tiêu biểu ở cái trạm bơm đầu vào của cái dự án xử lý nước thải. Thì ví dụ đây mình có một cái bể đầu vào, bể này gồm có hai bơm, hai bơm này nó sẽ bơm nước lên cái đường ống này DN100, chất liệu là PVC, rồi bơm qua một cái flowmeter để đo lưu lượng và đồng thời nó sẽ đếm lưu lượng tổng trả về PLC thông qua tín hiệu là xung 24V. Cuối cùng thì cái nước này nó sẽ được đổ vào một cái lược lược rác kiểu chống quay. Đó thì từ cái VNID này á, mình sẽ xác định được là mình cần bao nhiêu tín hiệu cho hệ thống của mình. Chẳng hạn như đây mình thấy một cái LIT, một cái cảm biến này là tốn một analog rồi nè. Rồi một cái bơm này thì thông thường hay một cái bơm nó sẽ tốn khoảng 3 DI và một DO. Một DO này là cho tôi tín hiệu điều khiển ra cái conductor ở ngoài á. Còn 3 DI đó là gì? Thứ nhất là tín hiệu local hoặc remote, tức là cái switch trên mặt tủ điện á, mình chạy chế độ local hay remote. Rồi thứ hai là nếu ở chế độ local thì mình sẽ có cái switch, thêm một switch nữa để chỉnh cái này. Bây giờ mình có feedback on off nè, là hai tín hiệu thứ hai nè. Rồi tín hiệu thứ ba là tín hiệu trip từ cái relay nhiệt. Đó. Thì mình tổng có 3 DI, 1 DO. Vậy thì mình cứ nhân lên thôi, mình có hai bơm thì là 6 DI, 2 DO. Tức là mình sẽ nốt ở trên đầu này nè. Nốt trên đây. Rồi mình tổng kết lại là cả một cái đoạn process này tốn bao nhiêu đây AI, DI, DO, AO. Thì ví dụ mình có nhiều bản vẽ, đây là Y02, Y03, Y04, mình sẽ đếm từng cái vậy. Thì dựa cái thông tin vừa rồi, dựa cái bản vẽ VNID á, thì mình sẽ build được cái IO list.
Thì IELTS này giống như là một cái một 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 cái bảng để mà kỹ sư tự động hóa nói chuyện kỹ sư điện vậy đó. Tức là cái ông kỹ sư điện ông sẽ nốt luôn là cái tín hiệu này đấu ở terminal số mấy vô đây luôn, và kỹ sư tự động hóa nhìn vô thì cũng biết được là cái tín hiệu này đang ở vị trí số mấy của PLC luôn. Thì một cái IO-list tiêu biểu thì nó sẽ như vậy, nó có những thông tin này. Đây là sắp lại thứ tự đó, thì đây là list mình liệt kê tất cả những cái thành tầng những cái thành phần những cái phần tử có trong cái bản vẽ vừa rồi, thêm chú thích rồi dạng tín hiệu là gì, dạng của nó là AIDI DO, địa chỉ là bao nhiêu luôn, mới có thêm cái phần comment hoặc là remark để mình đánh dấu được cái này có những cái gì đặc biệt đó thì mình đánh dấu vô. Ví dụ như totalizer ha, dù totalizer nếu như mà cái tần số nó thấp thì mình không cần, không có gì đặc biệt hết, nhưng nếu tần số cao mình có thể đánh dấu thêm ở đây là cái chân high speed counter chẳng hạn, để người ta biết là cái chân này mình phải enable chức năng nếu xung tốc độ cao lên thì nó mới đọc được cái tín hiệu totalizer này về. Thì thông thường là mình sẽ để thời gian cho mấy anh build cái bảng này, nhưng mà mình cũng đi nhanh thôi, tức là tụi anh cứ copy cái bảng này để về xài thôi. Tụi anh có cần giải thích cái đó không ta? Tag name này thì nó tương ứng với lại cái ví dụ nha, LIT 101 tăng level tương ứng với cả cảm biến mực nước ở trong cái bảng giấy BNID á, mình nói vào chân AI, địa chỉ IW50 rồi ok ha, mình copy cái bảng này về rồi. Thì tụi anh cũng mở cái này lên luôn, Outcome nè, để biết cái process mình đang làm tới đâu. Sau khi mà mình đã có được cái bảng IO rồi á, thì mình sẽ xây dựng cái bảng interlock. Thì bảng interlock là gì? Thì tụi anh thấy là trên cái process này nó có rất nhiều phần tử. Ngoài trong thực tế là người ta sẽ dùng những cái instrument, những cái cảm biến này nè, để bảo vệ những cái bơm, hoặc là người ta có những điều kiện lock rồi đó. Ví dụ như cái screen này nó không được chạy khô thì người ta mới lock nó bằng điều kiện là một trong hai cái này chạy thì cái screen này mới được chạy, ví dụ vậy. Thì những cái đó người ta thể hiện trong cái bảng interlock. Những công ty khác nhau thì họ sẽ có những cái quy chuẩn khác nhau để làm cái bảng này, mà nhìn chung thì nó là vậy. Ví dụ ha, BB101 này đi là cái bơm, LIT101 này là cảm biến mực nước, FIT101 là cảm biến lưu lượng. Vậy thì mình sẽ dùng cái hai cảm biến này để interlock cho cái bơm này. Ví dụ là khi mực nước thấp hơn cái mức cho phép chạy của bơm á, thì mình sẽ không cho bơm chạy. Và ví dụ như khi bơm chạy sau khoảng thời gian mà không có lưu lượng, tức là bơm mới đang chạy khô, thì mình cũng không cho chạy luôn. Thì tùy theo cái mức độ nghiêm trọng đó, thì mình sẽ phân cấp cho nó thành hai cấp chính thôi, là warning với lại error. Thì warning là mình không interlock, mà khi mà hết lỗi thì tự động nó chạy lại. Ví dụ như mực nước nó thấp đi thì nước thấp thì không cho bơm chạy thôi, nhưng mà chỉ cảnh báo lên màn hình SCADA thôi chứ không có lock bơm gì hết. Còn cái lỗi nghiêm trọng như là lỗi chạy khô bơm á, ví dụ chạy một thời gian không thấy lưu lượng chạy lên, thì có thể là cái check valve ở phía dưới đường ống bị hư hay gì đó, thì cái lỗi này là lỗi nghiêm trọng, là lỗi này là mình phải reset bằng tay, tức là khi mà mình phải sửa phần cơ khí xong rồi mình phải dơ màn hình SCADA và nhấn reset. Thì đó cái quy trình. Thì trong cái bảng Outlist này nó cũng có luôn cái tab thứ hai là interlock. Đây thì nhìn vào đây mình có ba đối tượng chính để điều khiển thôi, hai cái bơm và một cái screen, một cái lực rác. Thì hai bơm này gần như là giống nhau, gần như là giống nhau, nếu như bị fail thì không cho chạy, nếu như lưu lượng không có thì không cho chạy. Interlock, interlock, interlock. Còn cái screen này thì như mình nói lúc nãy là nó không chạy khô được, nên điều kiện để nó chạy là một trong hai cái bơm này phải chạy, tức là tín hiệu feedback run nó phải đưa về on, feedback run phải đưa về on. Thì hai cái này nó chỉ là điều kiện đưa vô cho chạy không thôi, chứ không có báo lỗi, chỉ cảnh báo thôi chứ không có lock cái bơm.
Thì cái bảng này á là mình sẽ dùng lúc mà mình viết chương trình cho PLC, mình sẽ đưa vô cái chỗ interlock của cái hàm. Thì với cái buổi training này á, thì mình cung cấp cho các anh cái process library. Thì trong process đó nó sẽ có tất cả các đối tượng cần thiết, ví dụ như bơm, motor, van, đọc cảm biến, rồi đọc các cái flow switch chẳng hạn. Thì tí nữa tới phần đó em sẽ giải thích chức năng của mỗi hàm. Rồi, ba bước đầu coi như là cũng đơn giản ha. Rồi tới bước thứ tư là bây giờ mình sẽ chọn phần cứng. Thì chọn phần cứng PLC dựa trên tiêu chí gì? À, đây là một cái bảng so sánh các cái loại PLC S7500 có trong cái phân khúc S7500 của mình. Đó thì nó kéo dài, nó bắt đầu từ 1511 đến cao nhất là 1518. Thì khi mà chọn PLC thì đầu tiên là mình sẽ quan tâm nó có bao nhiêu cổng kết nối mình cần. Mình có cần rồi Fibus không? Hay là chỉ rồi Fibonet? Rồi, mình cần cái performance nó cỡ nào? Và cái thông số quan trọng nhất mà người ta quan tâm là thông số này, Program và Data Memory. Ví dụ nha, đây, trong chương trình mình viết á, là mình dựa, tại vì đây là mình đang viết theo kiểu định hướng đối tượng, cho nên là cái số lượng đối tượng nó sẽ quyết định được cái dung lượng vùng giới PLC là bao nhiêu. Chẳng hạn dưới đây, tụi anh thấy không ta? Thấy không? Hay là mờ? Hơi khó nhìn. Về info, tụi anh mở lên coi ha. Rồi, thì em nói luôn. FB là tức là cái bộ thư viện của mình á. Thì cái này kích thước nó là cố định không thay đổi rồi. Ví dụ anh có motor nè, ví dụ anh có 100 cái bơm thì cái này nó cũng vậy, nó không thay đổi. Thì cái thay đổi là gì? Là cái DB. Thì anh nhìn kích thước cái DB nè, ví dụ như DB của motor đi ha, motor DB DB2 á, hiện tại nó là 3037 byte. Vậy nếu anh có thêm một motor nữa thì nó sẽ nhân đôi lên. Ba motor là nhân 3 lên. Đó. Thì nó có ba cột mình cần quan tâm. Cột đầu tiên là load memory. Thì cái load memory nó chỉ là cái chỗ để chứa chương trình thôi. Chứa FB, chứa DB thôi. Và cái này anh có thể nâng cấp được bằng thẻ nhớ. Ví dụ như ở đây mình đang dùng thẻ nhớ 12 MB. Và nó chỉ mới dùng có 400 KB, cỡ 400 KB thôi. Đó. Thì mới có 3% thôi. Thì nếu như đã vượt quá thì phải nâng cấp thẻ nhớ, không vấn đề gì hết. Nhưng mà hai cái cố định là code word memory và data word memory. Hai cái này là không thay đổi được. Mình chỉ có cách là đổi PLC khác thôi. À, cho nên mình phải chọn cho kỹ cái này. Đó thì cái chỗ mà data word memory thì như em nói là cái FB phía trên nè là cố định không đổi này, tức là cái dòng code word memory nó không đổi, nhưng mà cái data word memory nó sẽ thay đổi nè. Ví dụ như một motor nó đang chiếm là 484 byte thì hai motor nó phải nhân đôi lên, thì cái này phải quan tâm. Thì khi mà trong cái data sheet ở trong cái folder em có để luôn á, em có bôi vàng hai cái này, cái dòng là word memory nè, thì mình quan tâm hai thông số này. Ví dụ con này là con 1511 thì 1511 hay 1513 ta không nhớ, 1513, cái này 1513 thì program của nó được 300 KB. Program tức là cái chỗ code đó, code memory nè là 300 KB cố định, và data memory là 1.5 MB cố định. Còn cái load memory thì anh thấy là nó có thể mở rộng lên tới 32 GB bằng thẻ nhớ. Thế nào? Đây ta bật memory thì không mở rộng được. À. Chỉ có cái load memory là mở rộng được. Đó, cho nên là mình dựa vào thông tin này để mình quyết định là mình chọn cái PLC này cho phù hợp. Tại vì mình đang lập trình theo chuẩn, cho nên là mình giải tính, tức là coi như object mình cứ nhân lên thôi. Còn nếu như tụi anh viết theo cách của tụi anh thì tùy cách viết mỗi người nó sẽ khác nhau. Lúc đó không mình không có tính được, mỗi dự án mình không có tính được, mình chỉ theo kinh nghiệm cá nhân rồi mình tính thôi. Như thông thường mình cứ quất cái con lớn lớn giữa giữa là nó an toàn, ví dụ vậy.
Rồi chọn POC xong rồi à, giờ mình đã có được trong đầu cái ý định là muốn dùng con POC nào rồi á, thì mình sẽ dùng cái phần mềm TAA Selection Tool để mà mình lên cấu hình chi tiết, tức là bao gồm những cái module IO nào, rồi Remote IO, CPU, những cái phụ kiện kèm theo, ví dụ như cái front connector hoặc là cái bus ở đằng sau của mỗi cái module. Thì cái phần mềm TAA Selection Tool này á sẽ giúp mình chọn gần như là tất cả các phụ kiện, không mình không có sợ, tức là mình không có sợ bị thiếu. Thì trong cái folder đó cũng có luôn, mình chỉ cần copy về dãy nén ra là chạy. Rồi cách dùng nó cũng đơn giản thôi, ví dụ mình có cái gì vào cháy lúc nãy đi ha, mình chọn new device nè, rồi nhấn vào plan configuration, thì đặt tên ATC project chẳng hạn, rồi chuyển qua tab config. Rồi ở bên tay trái là 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái mục mà mình phải đi qua tuần tự. Đầu tiên là một system, thì mình sẽ chọn cái hệ thống của mình á là dùng Advanced Controller hay là Basic Controller hay là Software Controller. Thì mình đang dùng 1.500 đúng không, thì mình sẽ chọn Advanced Controller và IO. Rồi IO ở đây mình sẽ chọn là ET200MP hay là ET200SP, thì thông thường là mình sẽ chọn SP hoặc là không có USB IO, ví dụ mình chọn SP đi ha, SP. Rồi truyền thông của mình là Profinet, Profinet là tiêu chuẩn là chắc chắn là có rồi. Mình có muốn dùng thêm Profibus không? Nếu có thì mình tích vô đây. Có dùng ASI không? Có fail safe không? Có muốn chọn là phần mềm không? Mình cứ để no đi ha. Rồi mà mình sẽ chọn cái tỷ lệ spare IO cho dự án của mình. Ví dụ dự án mình spare 5% chẳng hạn. Spare tức là sao? Ví dụ như anh có 100 cái input thì tự động sẽ mình sẽ dự phòng thêm 5 cái input nữa trong trường hợp mình có phát sinh sau này. Thì thông thường dự án này nó cũng có spare hết, nhiều hay ít thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển qua bước chọn cái CPU Central Module. À không, cái này là mình chọn module cho cái bộ CPU, tức là chọn module IO á, thì mình chỉ cần click vào đây nè, click vào Add Module. Chỗ này mình chọn IO Module Digital Input. Rồi số lượng bao nhiêu thì mình để vào đây. Ví dụ bây giờ mình check lại số lượng nha. Đây, check lại số lượng. Mình sắp cái này lại. Rồi. DI. Tổng cộng có 10D. À, mình sẽ điền vào đây là 10. Rồi nhấn apply. Rồi, add tiếp DO. Mình có 3 DO đúng không? Thì mình chọn đây, DO. Để chỗ này 3, enter rồi apply. Alloc. Mình có 2 alloc. Input hai cái, enter apply. Rồi, cái chỗ này mình sẽ chọn cái front connector nó là dạng vặn quýt hay là dạng nhấn chay vô, nhấn cái đầu code vô á, thì thông thường mình chọn là three contact là dạng vặn quýt. Tiếp theo cái distributed IO thì mình đang dùng ET200SP. Đó là cái remote IO á. Thì giả sử là mình double cái số trên này lên đi, 10 3 2. Mình chỉ làm một cái project mẫu thôi mà, cái double lên thử. Đi rồi input này 10. Enter, apply. Digital output 3, enter, apply. Analog input 2, enter, apply. Rồi. Rồi bước thứ tư là chọn CPU. Thì giờ cái thông tin lúc nãy á là mình đã chọn được CPU nào mà mình muốn dùng rồi. Thì ở đây nó đưa ra cái list này, nghĩa là theo những cái setup của mình ở ba bước đầu tiên này nè, tức là bao gồm chuẩn truyền thông mình chọn, bao gồm cái
IO mình chọn, rồi cái số lượng IO ở đây á, mà nó sẽ suggest cho mình là cái dòng tối thiểu mình có thể dùng là dòng nào. Ví dụ đây tối thiểu nó suggest cho mình là có thể dùng được 1511 rồi. Nhưng mà cái cách lập trình của mình dùng theo hướng đối tượng thì có thể nó tốn dữ liệu hơn, tốn bộ nhớ hơn, thì mình dùng là 1513 chẳng hạn. Đó thì cái này chỉ là cái suggestion của nó thôi, còn còn lại mình tính chính xác là vẫn phải dựa trên cái số lượng object lúc nãy trong 1513. Thẻ nhớ 12 MB có dùng OpenCGA không, Prodec không, AnySuite không. Ví dụ như lúc nãy mà ban đầu anh Thanh có làm cái AnySuite á, thì nếu mà tụi anh muốn chạy được cái đó với BLC thì phải mua thêm cái license này, mình tích yes bao nhiêu object mình để đây. Rồi chọn no, rồi tiếp chuyển qua tab network. Nó hỏi mình là có muốn tạo network tự động cho cái này không, thì mình cứ nhấn yes. Địa chỉ IP mình sẽ cho nó bắt đầu từ 10 đi, enter. Rồi tiếp theo có muốn chọn nguồn cấp CTOP không, đây là nguồn Siemens cung cấp 24V thôi, thì cái đồ check này để đơn giản thì mình chọn no. Rồi tới cuối cùng với kết quả nó sẽ tổng kết lại bên tay phải nè, thì tụi anh thấy là nó chọn cho mình chỉ là cái DIN rail ở phía sau để gắn serial, nó cũng chọn luôn. Cái những cái base unit của ET.SP nó cũng chọn cho mình chính xác theo cái số lượng module mình chọn luôn. Thì thường mình chọn là mình rất là chọn dễ 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 chọn sai hai cái này nè, cái base unit của ET.SP nè, dễ chọn sai hai cái này. Mà vẫn dùng cái ET Selection Tool chọn thì mình sẽ không có sợ bị nhầm lẫn cái đó. Cuối cùng là bảng tổng kết số lượng IO. Thì tụi anh thấy ví dụ đây là Digital Input mình cần là chỉ có 22 thôi, nhưng mà thực tế là nó cái số lượng mình đang có là lên tới 48 lần. Là tại vì cái module của nó mình đang chọn là 32 thì sẽ bị dư. Nên nó là dư như vậy, thì tổng cộng free nó còn free được 26. Rồi sau khi xem sơ lại cái này rồi mình nhấn Create Device. Đó, thì nó sẽ ra cái này. Group 1, Plane 1. Ví dụ mình đổi tên là cho dễ dễ coi ha. Đây. Group 1 này mình sẽ đổi lại. Click vô đây, chọn Edit. Đổi tên lại thành FATC Project. Vào đây thì mình chọn cái chỗ này mình đổi tên lên luôn. Rồi, mình có cái order list. Thì nhiệm vụ bây giờ mình chỉ cần gửi cái order list này vào phòng mua hàng thôi là xong. Nó có luôn mã cụ thể là gì rồi. Thì nếu như tụi anh bên công ty tụi anh có tài khoản Industry Mall á, thì mình export cái này ra sẽ có luôn cái giá luôn. Rồi mình save cái bản trình thức lại, save lại. Để sau này mình có muốn sửa đổi gì đó thì mình mở lên mình sửa đổi. Save. Rồi. Rồi chọn phần cứng xong rồi thì mình sẽ chuyển qua bước tiếp theo là lập trình không, tức là mình sẽ tạo project trong TE Auto. Thì mình mở TE Auto lên. Em lưu lại rồi, lên cái chỗ xe nãy luôn. Rồi. Rồi mình mở TE Auto lên đây. File chấm t có chứ. Nào giờ mình tạo project theo một tô ha, mình click vào create new project.
Không, tao nãy giờ rồi. Ai cũng copy gì hết rồi kìa. Rồi, sau khi tạo project xong và được SCPU gì hết nha, mình chuyển qua project view luôn. Lý do là sao? Lý do là mình sẽ lấy cái bản config lúc nãy trên session tool đó, mình import trực tiếp vào đây luôn mà không cần phải tạo bằng tay ở đây. Tức là hồi nãy nó tạo ra cỡ 10 cái chục module gì đó, mình không cần add mỗi module bằng tay, tự động nó import vô luôn. Thì cách import thế nào? Mình mở cái đây session tool nãy nè. Exporting in CSS. À, từ từ, sorry, không phải cái này. Chỉnh qua project view đây nè. Mình chuyển qua project view ha. Chỗ project này mình nhấn vào export TA Porto or ECAD system. Thì cái này nghĩa là sao? Nó thể import vô TA Porto hoặc là tụi anh có thể dùng cái file này để import vô ePlan luôn. Nó gọi chung những cái hệ thống, những cái phần mềm mà vẽ CAD này kia là ECAD. Thì cái phần mềm này hỗ trợ tiêu chuẩn AML, Automation ML thì sẽ import được cái này hết. Thì hiện tại là có ePlan là chính thức hỗ trợ cái AML này. Mình dùng T bột tô nha. Click vô đây. Chọn T bột tô. Export. FITC. Config. Rồi sao mình thấy cái đuôi nó là AML nè. Rồi sao. Ok. Giờ mình quay lại đi vào tô, mình import cái file đó vô thôi là xong. Rồi bây giờ mình import ha. Mình vào tool nè. Ở trên cái bảng menu này mình chọn tool. Rồi chọn import. Rồi tìm tới cái chỗ nãy mình lưu cái file email á. Rồi khi mình nhấn open tự động nó import vô nè. Being import. Nãy là mình tạo project rồi, bây giờ mình sẽ làm bước tiếp theo là mình tạo tag. Tag tức là mình sẽ quy định là cái chân đó, cái chân vật lý đó tương ứng với lại cái tag nào trong PC của mình. Để mình đọc, ví dụ mình ghi y0.0 thì ta không biết là y0.0 đó nó mang ý nghĩa gì. Nhưng mà mình sẽ tạo một cái tag ghi là y0.0. Nó ý nghĩa là nút sạc chẳng hạn, thì người ta sẽ hiểu cái chân này áp dụng là start cái motor. Làm luôn cài để cứ để đó thôi. Rồi thì cái bảng tag của CPU mình thì nó sẽ nằm đây nè. CPU PLC tag thì mặc định là nó có một cái bảng này thôi là default tag table.
mình chưa có làm gì hết mà nó có số 58 ở đây á. À, tức là mặc định nó có sẵn một số cái tag hệ thống, mình sẽ được ẩn đi, tức mình mở lên sẽ không thấy cái gì đâu, nhưng mà mình vẫn truy xuất được trên VDC nếu mình cần những truy xuất được cái tag này, và trong chương trình nếu mình cần những truy xuất được. Thì cách tạo tag là mình sẽ click vào đây, mình chọn add new tag nè, ví dụ mình nói là nút star chẳng hạn, kỳ dữ liệu là bool, địa chỉ là y0.0, nó tiếp tục như vậy theo cái bản outlist của mình lúc nãy. Outlist của mình lúc nãy ở đâu? À đúng rồi, outlist có rồi đây đó, mình sẽ add hết tất cả những cái này vô. Thì tất nhiên là mình sẽ không có ngồi mình add bằng tay từng cái như vậy. Đặc biệt là ví dụ như cái đối tượng mình làm với lại cái project này là cái một cái dự án có nhiều IO, vài trăm IO trở lên, mình sẽ không ngồi mình add bằng tay vậy, mình sẽ import trực tiếp vô từ cái file này. Mà để import được thì mình phải có cái template. Để lấy được template đó thì mình sẽ export từ cái này ra. Mình sẽ export nè. PLC tag sale, ok, rồi delete cái tag này đi xong rồi mình mở cái file lúc nãy mới export lên bằng Excel á, mở lên nào, mình chỉ cần copy bên cái bảng này qua thôi. Mình cũng có thể bắt trực tiếp từ bên này vô tiêu một tô, nhưng mà khuyến khích là tụi anh không không nên làm cách đó, tại vì mình sẽ không kiểm soát được là mình đang import cái gì vô, và tụi anh sẽ không tận dụng được mấy cái chức năng kéo tăng số lên của Excel á. Dù mình muốn tăng cái địa chỉ làm cách tự động á, mình có thể kéo xuống nhỏ tăng lên nè, đó. Còn nếu tụi anh bắt trực tiếp vô, tụi anh phải làm bằng tay. Logical address thì mình sẽ copy bên này qua. Rồi comment là tức là cái description để mình biết là cái chân này làm nhiệm vụ gì. Rồi còn lại những cái này giống nhau. Cái này là integer vì nó là adoc, là nó là integer. Cái này cũng là integer. Tất cả những cái này mình muốn import cho cái bảng default tag table hết. Dù trong trường hợp dự án của mình nó có nhiều bảng tag á, dù mình có này hệ thống số 1, hệ thống số 2, mình chia ra hai bảng tag khác nhau thì mình sẽ tạo hai bảng tag khác nhau import vô. Đây chỉ có một cái là mình copy hết cho tất cả thằng còn lại. Rồi. Những cái y0.0 này kia là bool hết. Rồi, tất cả những cái này giống nhau. Rồi xong, share cái file này lại. Share file PC tag lại. Rồi mở tab auto lên, mình import được trở lại. Ví dụ import, click vào đây. Phía trên này nó có hai biểu tượng, này là export, đây là import. Mình chọn import nè. Chọn cái file này, ok. Không báo lỗi gì hết là được, ok đó. Rồi ok hết rồi đó, import cả tên, địa chỉ và cả mô tả comment nữa. Cái comment này rất là quan trọng nè, khi upload chương trình lên mà không nhìn thấy comment là coi như đọc cũng mệt mỏi. Em nhìn này ha, em nhìn này em biết không, nếu như em không biết quy chuẩn công ty đó, ví dụ thằng đó thằng Trung Quốc đi, nó làm cái quy chuẩn khác đi cái này. Phần người khác báo lỗi sao? Reset.
Rồi đợi tí lấy cái file này thử. Nè. Rồi. Đó, tạo mình đã vừa tạo project xong, mình tạo tag xong. Bây giờ mình sẽ làm động tác là map IO. Thì map IO nghĩa là gì? À, cái cách trước đây mình làm, ví dụ mình viết chương trình á, trong chương trình mình có một cái block mình viết vậy đi. Viết cái block ra, mình gọi cái block ra và sau đó mình sẽ gán những cái IO bên ngoài vô cái block của mình, đúng không? À, chẳng hạn như ở đây mình có cái khối điều khiển động cơ, à, mình có cái cảm biến này, một cái cảm biến level đi, nó lock cái động cơ này lại. À, nhưng mà giả sử như trường hợp mà vì lý do đó mà cái cảm biến này nó bị hư và không được, cách mình làm là sao? Mình đi ra ngoài terminal mình đấu dây bypass cho nó, đúng không? À, cứ mỗi lần vậy mình phải gỡ ra gỡ vô cái dây bypass đó, hoặc là những tín hiệu này cũng vậy. Rồi những cái này mình đưa trực tiếp ra ngoài cái chân quy của mình nè. Rồi giả sử trong quá trình mà mình làm cái FAT á, Factory Acceptance Test, à, thì dù mình muốn test cái IO này thôi, mình chỉ muốn test là cái quy này, tức là cái tín hiệu ra terminal này nó có tốt hay không thôi, mình chưa test gì đến cái chương trình bên trong hết. Thì nếu như cách làm gì mình sẽ không bao giờ làm được, hoặc là làm rất là khó khăn và kích cái này bằng tay chẳng hạn. Thì chính vì vậy mình phải có thêm một động tác gọi là IO mapping, tức là những tất cả những cái IO này mình map thông qua một block trung gian. À, thì cái map này nó làm hai nhiệm vụ, thứ nhất là mô phỏng hệ thống, à, thứ hai là bypass trong quá trình trong trường hợp mà những cái IO đã bị lỗi. À, nó có hai nhiệm vụ chính là vậy. Thì IO mapping này nó sẽ khác so với lại cái mapping của Rockwell mọi người hay làm á. Thì Rockwell mình làm hay có cái mục IO mapping trước khi mình lập trình, thì cái này nó hơi khác tí. Rồi mapping, rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên tôi auto. Bây giờ lúc nãy tôi anh download về có cái thư viện á, cái file này nè, olwe.lib, mình giải nén ra v14, mình giải nén cái file đó ra. Đây folder sau khi giải nén nè. À, giải nén ra, mình giải nén hết đây ha. Giải nén này bên tay phải á có cái tab library đây nè, tab library, thì mình mở lên cái tab này. Rồi mở hết chưa? Rồi, sau khi mà mở cái tab library mình sẽ nhấn vào cái nút này open library, tức là mình mở cái thư viện lúc nãy mình vừa tải về á, mở ra. Đó, thì trong cái cửa sổ, trong cái khung library này nè, mình sẽ có hai phần là project library và global library. Đây là project và global, thì hai này khác nhau chỗ nào? Thì cái global á, một cái library mà mình copy vô đây á, thì nó sẽ dùng được tất cả các project khác mình tạo sau này, nó đều nhìn thấy cái này. Còn cái project library này, chỉ mỗi cái project này thấy thôi, tạo một cái project mới thì sẽ không thấy gì hết trong đây. À, global là tất cả đều thấy, còn project library chỉ dùng nội bộ trong cái project đó thôi. À, mình mở thử cái project này ra, click vô cái mũi tên bên đây nè, mở ra. Nó có 4 folder, thì hai folder mình sẽ làm việc là type với lại master copy. Tương tự mình cũng mở cái project library ra, mình cũng thấy nó có hai folder là type với lại master copy.
thì mình sẽ làm thao tác là copy hết tất cả những thứ trong này nè, trong cái type này, bỏ vô cái type trên này. Đó, mọi người cứ đạp ha, copy lên type, bỏ vô type, còn master copy bỏ vô master copy. À, mục đích tại sao phải copy vậy thì không dùng trực tiếp. À, như nói lúc nãy á, là những cái thư viện nằm trong project library là chỉ dùng cho cái project này thôi, còn cái local library này là dùng cho tất cả các project. À, giả sử như công ty mình nó có nhiều dự án cùng vận hành, cùng làm việc song song đi, người ta cùng develop các dự án khác nhau, người ta dùng cái local library này nè, người ta xài chung một cái local library, nhưng mà khi mà người ta triển khai cái thư viện này là vô dự án, người ta sẽ sửa lại chút ít cho phù hợp cái dự án đó. À, người ta sẽ phải sửa lại. À, nhưng mà nếu mà mình sửa đấy, ở chỗ local library này sẽ ảnh hưởng tất cả các dự án khác, nên là mình sẽ phải copy về đây. Thì ai sửa thì sửa, không ảnh hưởng tới cái dự án của mình, và mình có sửa thì cũng không ảnh hưởng tới những người khác. Rồi, copy hết rồi thì mình sẽ đóng cái global library lại, mình không làm việc với nó nữa, từ giờ chỉ làm việc với project library thôi. Rồi mình làm IO mapping đúng không, thì mình sẽ quan tâm hai loại dữ liệu chính là analog và digital. Analog digital mình làm với digital trước ha. Thì mapping thì sẽ map như thế nào, dùng mình mở OB1 lên. Rồi đây mình viết trực tiếp cho đôi một luôn ha. Thông thường á, là mình sẽ phải tạo một cái FC trong này, new block nè, FC đặt tên là IO mapping, thông thường là vậy. À, đó, sau đó mình sẽ map vô trong cái FC này, chứ không phải app đôi một, nhưng mà tại vì cái này mình làm cái project demo thôi, không có nhất thiết phải tạo cái này cho nó rắc rối, mình áp trực tiếp đôi một luôn. Rồi bây giờ mình muốn dùng cái bộ thư viện này đúng không, thì mình sẽ copy hết tất cả những cái function block vô cái bên tay trái của mình này để mình dùng. Copy hết vô, mình cần nắm kéo thả vô đây, thả vô chỗ rồi em lock nè, thả vô cái chỗ rồi em lock là nó tự add vô hết, add nguyên cái folder vô luôn nha. Copy nắm cái này, copy vô chỗ rồi em lock là tự nó copy cái folder này vô nè. Mà chưa, mình kéo qua hết rồi đúng không? À, bây giờ mình sẽ map cái IO đầu tiên nè, là cái digital. À, cách map là mình kéo digital này thả ra đây. Rồi, cái chỗ DB này á, mình sẽ đặt tên cho nó trùng với lại cái tên trong IOMIS, trong cái bản PC tag của mình. Ví dụ cái thằng đầu tiên nằm trong bản trong cái list của mình là thằng nào? IO list. À, thằng đầu tiên là lợi tên 101, nhưng mà mình đang map DI nên mình quan tâm thằng DI đầu tiên là thằng này, PP101FBR. Mình lấy đúng cái tên này luôn, PP101FBR gạch dưới hoặc là gạch ngang DB, phải có chữ DB hoặc là một cái chữ gì đó. Lý do là nếu mình để như vậy nó sẽ trùng với lại cái tên tag, thì nó không chịu, tên DB phải khác tên tag. Rồi mình nhấn OK. Rồi đây là cái block dùng dùng để map một cái digital input hoặc là digital output. Thì mình giải thích cái block này nó như thế này. À, mình chỉ dùng một số chân thôi, không có dùng hết đâu. Mình sẽ quan tâm cái chân này, input, INV là viết tắt của input đó. Rồi INV negative tức là input mà đảo lại. Rồi
delay, mình muốn nó delay bao nhiêu lâu, ví dụ như mình có cái file ở ngoài đi, khi mà cái file nó kích lên một, mình muốn delay ví dụ 5 giây thì mới tín hiệu này, thì mình sẽ đặt ở đây. Rồi instant này, cái instant này nó sẽ là cái tên này nè, mình phải để xuống giống y chang luôn, để xuống là y chang. Mình nhớ chỗ này là dấu nháy đơn nha, dấu nháy đơn, bởi vì nó là kiểu string. Cái tên là pb101fbr ngang db nè, nằm ở giữa giống nháy đơn. À, tại sao cái instant này nó quan trọng? À, tại vì ở trên WinDC á, nó sẽ dựa vào cái instant này nè để quản lý các đối tượng trong cái dự án của mình. Tức là nó không cần biết địa chỉ này là bao nhiêu, ở chừng đây thì cần biết là đây là cái pp101fbr, thì nó tự nó quản lý theo cái đó, tất cả những cái thứ như là test, alarm, tức là dữ liệu alarm tự động nó đồng bộ lên WinDC hết. Nên là lát nữa nếu mà mình để cái số, để cái chữ này sai nè, mình để cái này sai là nó sẽ không nhìn thấy được dữ liệu dưới đây, là nó không hiển thị lên WinDC. Cái này không phải là yêu cầu của Reporto, nó là yêu cầu của bộ thư viện này. Tại bộ thư viện này người ta setup theo cách đó, người ta dựa vào tên của đối tượng để quản lý. Rồi mình sẽ cái chỗ input này là INP, mình sẽ đặt là pp101fbr nè. Rồi mọi người làm theo ha, chỗ này cái chỗ delay này bỏ trống, tại vì mình sẽ đặt ở trên màn hình SCADA xuống instant. Này zoom lên đó, mình chỉ làm chỗ này thôi. Rồi vậy để map cái output thì sao? Đây là input ha, đây là DI nè. Bây giờ map cái output như thế nào? Nhưng mình map ở kế bên đây cho dễ. Kéo cái này ra output, cái output tiếp theo là gì? Đầu tiên là pb101cmd. Rồi mình sẽ nhìn đây so sánh, đây là DI mapping nè, map DI nè, đây map DO nè, mình cũng dùng cùng một khối này nha, cùng là FB650 digital luôn. Cái instant nó cũng là tên của cái DB trên đây, đưa xuống, cái này cũng vậy, đưa xuống trên này, đưa xuống nè. Rồi nhưng mà bây giờ nó có cái chỗ khác, vì thằng này là DI cho nên là cái chỗ input này nè, mình sẽ lấy vật lý mình đưa vô và mình dùng là mình dùng cái WION output ở đây, là cái biến internal của thằng DB này, dùng vùng nhớ nội của DB này. Rồi, nhưng mà DO á thì cái chỗ mình dùng nó sẽ là cái input này, và cái chỗ mình xuất ra nó sẽ là cái WION này, xuất ra nè pp101cmd đây. À, tức là ở ngoài chân vật lý ha, mình đưa vô cái vùng này, cái khối này mình map là giống như cái hình trên PowerPoint nãy á, xong rồi nó xuất ra cái vùng nhớ nội này, mình sẽ dùng cái chỗ này để mình xử lý gì đó trong chương trình của mình, sau đó nó xuất cái tín hiệu điều khiển ra ngoài, giả sử ra cái bơm này luôn đi, thì mình xuất vô đây, rồi tiếp tục nó qua cái khối này nó map cái output, rồi cái này nó mới xuất ra cái quy ở ngoài chính xác theo cái hình minh họa trên cái PowerPoint lúc nãy luôn nè. Đây chính xác cái hình này luôn, thấy không? Đây là cái chân vật lý đưa vô map qua đây. Đọc cái khối này nó chỉ dùng cái dữ liệu từ cái khối mapping thôi, chứ nó không dùng từ bên đây. Ngược lại là cái xuất ra ngoài thì xuất vô cái dữ liệu ở trong khối mapping, và từ khối mapping này sẽ đưa ra chân vật lý bên ngoài. À,
À, thì lúc nãy em nói có hai mục đích. Thứ nhất là trong trường hợp mình muốn mô phỏng hệ thống mà không cần quan tâm chương trình mình ở bên trong, mình muốn mô phỏng cái chân này thôi nè, lúc mà làm FAT á. À, hoặc là trường hợp thứ hai, ví dụ như cái chân này nó bị hư, cảm biến này nó bị hư, mình không cần phải ra bypass ngay chỗ cái terminal, mình bypass trong chương trình luôn. Ở trong cái khối hàm này nó có chức năng simulation, bật lên là bypass qua luôn. Rồi mình ra map DI, map DO, bây giờ map analog nè. Rồi cho anh chú ý ha, analog thì sử dụng khối này FB60 analog. Analog thì dùng khối FB640. Rồi analog đầu tiên là LIT 01 DB. Này. Đó, đối với analog thì nó cũng có nhiều chân nhưng mà mình chỉ quan tâm số chân thôi. À, thứ nhất là cái chân bipolar này. À, là mình có muốn lấy giá trị âm không? Thông thường là mình không lấy thì mình để cái này không. Rồi, integer chính là cái chân mà mình đưa từ ngoài vật lý đưa vô. Chú quan tâm chân này. Rồi. À, giá trị cao nhất, giá trị nhỏ nhất để scale á. 100 không, mình thấy mình đặt cái cứng cho đây luôn. Rồi. Alarm này, cái này chính là alarm. Cái chỗ này nè, mấy cái chỗ mà LIM limit alarm á thì mình sẽ đặt vô đây. Nhưng mà mình sẽ không có đặt cứng, thì đặt vô đây nó sẽ là nó cứng ngắc luôn, nó không mình không thay đổi được nữa. Ở trên WinCC nó cũng cho cái chức năng thay đổi này. Tức là khối hàm này nó sẽ đi kèm với một cái giao diện để mình chỉnh. Vậy mình chỉ quan tâm cái này thôi nè. Cái tên này và cái chân này. Rồi cái scale hết. Bây giờ mình đặt ha. Dù cái chân này nó là LYT 101. Rồi scale là 100.0 tới 0.0. Rồi. Tên. Rồi, chỉnh như vậy ha. Dấu nháy đơn nha, dấu nháy đơn. Nãy mình nhắc rồi, những cái đơn nó là kiểu string. Chỗ này input integer 50. Anh cứ gõ LYT đó là ra. Và cái dấu này Kingston. Không làm gì hết. Theo DCF. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Giờ mới tách tiếng riêng, hình riêng. Cái bản không, cái bản hình đó là cái bản cho free, còn muốn có tiếng nữa thì phải trả tiền để thêm cho bản tiếng vô. Đó, giờ là mình đã map đi anh mua map đi map ai cậu nhìn lại cái Alex của mình ha. Alex cũng tương tự chính cái khối Alex luôn đó. Thì ví dụ dự án của mình nó có khoảng vài trăm IO đi, tất nhiên mình cũng không thể nào ngoài được cái này rồi đúng không, phải có cách nào làm nhanh hơn. Rồi cách làm
làm nhanh đó thì ở đây mình làm lẻ thôi nha, còn còn các bạn mà muốn về muốn coi lại á, thì lên YouTube gõ sử dụng Microsoft Word để tự tạo chương trình trong tiếng Pro này cách làm này. Giờ mình giả sử ban đầu mà chưa có những cái này, delete hết đi. Delete hết đi. Rồi. Làm nhanh thôi đúng không? Nhanh thôi, nhanh thôi. Vậy coi clip lại cũng được. Đang ghi, đang ghi, đang ghi. Có ghi rồi, ghi rồi, ghi rồi. Đi mapping. Vẫn theo quy trình này ha, map đi trước. Rồi, ok. À, mình cũng đặt những cái chân tương tự vô này, vô input nè, đặt vô cũng là chữ vật lý rồi. Instant. À, đi rồi, bút chỉ có hai chân này thôi đúng không? À, giờ mình sẽ copy cái này. Copy. Mình bắt qua bên Word. Đây, bắt qua Word. Thì anh thấy là nó chỉ khác nhau cái chỗ nào, nó chỉ khác nhau cái chỗ tên này thôi à. Còn lại gần như ở dưới nó giống nhau hết. Cách dùng giống nhau là vì mình dùng chung một khối hàm mà trong thư viện nó giống nhau. Thì làm thế nào để tự tạo những cái số này tự động là 102, 103 gì đó theo cái list IO mình lúc nãy. Thì mình sẽ dùng chức năng mail của Microsoft Word mailing nè. Start step by step letter add add luôn. Chỗ này mình sẽ chỏ tới cái file Excel Outlook lúc nãy. Outlook đây. Open. Mở ra sẽ có hai bảng, mình chọn bảng Outlook. Và trong này mình lọc lại, mình chỉ lấy đi thôi. Thì để có được chức năng lọc này á thì cái bảng Excel mình phải format dạng table thì mới có được cái chức năng lọc này, còn nếu mình không format là không có lọc được vậy đâu. Mình chỉ lấy đi thôi nè. À, tổng cộng mình có đây, tổng cộng có 10 cái đi. Rồi nhấn OK. Next. À, bây giờ mình chỉ cần đổi cái này thôi. Đổi những cái chỗ cần thay đổi đây nè. Thì khác cái tên đúng không? Khác tag name thôi, insert vô. Chỗ này cũng vậy. Chỗ này cũng vậy luôn. Insert vô, rồi. Thì giờ khi mà mình click chỗ review á, mình sẽ thấy là những cái này tự động nó tăng lên đó, tự động nó ép từ cái file Excel lúc nãy vô đó. Thì mình sẽ xuất cái này ra PDF complete nè, mình chọn print, print hết luôn tất cả các cái tag của mình. Ok rồi, mình em print vô đây luôn ha. AI mapping xem lại. Rồi. Bỏ này luôn. Rồi, đây là cái file PDF mình mới xuất ra. Thì cái file này á, nếu mà đang dùng Office Reader thì đừng có mở Office Reader, mở bằng một cái chương trình khác, ví dụ như Adobe Reader hoặc là mở trực tiếp bằng Chrome. Tại sao? Tại vì á, cái thằng Office Reader á, nó nhận biết cái chỗ sang trang này nè, nó không có nhận biết được, nó gắn thằng này, nó gắn lên đây luôn làm cho cái code mình bị sai. À, còn nếu mình dùng những cái chương trình khác như là Adobe Reader hoặc là Chrome này nè thì nó hiểu đây là một cái enter, code mình nó không bị sai. Nhấn Ctrl A nè, chọn hết tất cả, Ctrl C bắt vô tia bột tô thì lấy cái này ha. Rồi bắt vô nè, khi bắt vô nó tự động nó sinh ra các cái db, mình chỉ cần nhấn enter nè, mình nhìn bên tên đây nè, đây bé tự động sinh ra đó, nhanh luôn.
Ví dụ mình có cả trăm đối tượng nó cũng tự sinh ra vậy. Rồi, chỉ làm demo tới chỗ này thôi à. Rồi, save lại. Tiếp nè. Dio. Này tương tự mình làm lại nè, digital tải vô đây. Input này bỏ trống, mình sẽ dùng cái we on chỗ này. Tại vì nó là DO. À, copy cái này. Bỏ qua Word. Rồi, mail link, mail mẹ. Start. List. Rồi, lúc này mình chỉ sót lại Dio thôi. Okay. Sửa này lại à, tag name à, mình có thể làm đơn giản là copy cái này bỏ dưới đây review kiểm tra rồi à, đúng in ra. Không copy thực hiện đâu được. Copy thực hiện đây thì nó chỉ có một cái. Có một chỉ có một chỗ một phải in ra nó mới hết tất cả các cái object rồi nó tương tự in ra rồi mình cũng mở lên mở trực tiếp bằng Chrome luôn đây là tất cả các code của mình nè Ctrl A Ctrl C mở cái này lên bắt vô chưa được đó enter enter à, tới analog Analog thì mình chỉ có hai cái thôi, mình map từ map bằng tay luôn ha, không map tự động. Nhưng mà cái map analog nó có điểm đặc biệt cái chỗ này nè, cái chỗ đặt scale á thì mỗi cái cảm biến nó scale khác nhau đúng không? Thì để map tự động cái đó vô á thì mình mở cái file edit lên á, mình thêm cái chỗ chú thích là hai cái cột nữa. Maximum một minimum thì lúc đó trong cái bộ nó sẽ đọc được cái cột đó đi vô đây à, cái đó là bài tập về nhà ha. Rồi instant à, chỗ này là cảm biến lưu lượng à, giả sử cái lưu lượng tối đa đó là 1.000 trên phút
À, xong bộ mapping ha. Mình save project lại. Compile. À, qua lên làm sao đó. Tại vì chưa đặt password cho BC nó báo là không có rồi mát xong rồi lôi ba cái khối này ra ngoài ui một để nó chạy đó mình lôi ra đây để nó chạy thôi vậy thôi. Rồi tới đâu rồi? Làm mapping nè, mình tạo project rồi tạo block vô rồi kia rồi xong. Giờ mình sẽ bắt đầu lên tới phần SCADA. FC. Không, FC đó là ý nó là mọi người chưa làm được tới đó đúng không? Không sao, không sao, mọi người không làm được tới đó cũng không sao. Chỉ cần làm đến lúc ba cái lót đầu tiên á, đi DOA là được rồi, ở dừng nó được rồi, rồi mình bắt đầu làm tiếp, làm tới đó thôi được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lên SCADA, tức là mình tạo các, mình sẽ cấu hình các cái giao diện cho mấy cái lót này nè. Ví dụ một cái DI, một cái tiếp điểm DI nó hiển thị lên SCADA như thế nào, một cái cảm biến Nga lót nó hiển thị lên SCADA như thế nào. Thì mình click vào Add New Device ha, hoặc là mình muốn add chính xác vô cái folder này luôn á. Nít phải vô cái folder này nè, chọn SD device thì nó sẽ vô chính xác cái PC nó nằm chính xác trong cái folder luôn. Add new PC system đây nha, nít phải cái folder này, chọn Add new device, nó ra cái cửa sổ này, chọn PC system, chọn HMI WinCC Vintage Professional nè, nằm trong cái HMI application nha. Đừng có chọn cái PC General nha, đừng chọn cái này. Rồi, chưa đây. Ok. Em quay mà. Đó. Cứ sợ. Rồi, khi mình add xong nó tự tạo ra cái nó dẫn mình tới cái bảng cấu hình này. Thì ở trong này nó có sẵn một cái máy tính, hay một cái máy tính là PC Station. Trong đó có cài sẵn phần mềm WinDC Runtime Professional. Thì tất cả những cái khe, những cái slot ở bên tay phải này nè là những cái gói phần mềm mình sẽ cài vô. Nó có rất là nhiều slot, những cái này mở rộng ra. Ví dụ cái slot này mình có thể thêm cái ứng dụng OBC vô chẳng hạn. À, mình vào cái hardware nè. User application là OBC server này không? Mình có thể kéo mình thả ở đây để biến cái máy tính của mình thành một cái OBC server. À, còn đây mình không dùng, này chỉ nói là những cái slot này là để mình add những cái phần mềm cần dùng vô. Rồi cái slot chỗ này chính là cái cạc giao tiếp. Ví dụ mình dùng Profibus thì mình mua cạc giao tiếp Siemens Profibus mình để vô Profibus. Còn bây giờ mình dùng chính cái cạc mạng máy tính mình luôn thì mình là Profinet IE General. À, ví dụ tụi anh dùng cái máy tính ở ngoài á, gặp dự án dùng máy tính ở ngoài, dùng chính cạc mạng máy tính nó luôn để truyền thông với PC thì phải nhớ cái SemanticNet Software V8.2 nè, cái mình chọn đây nè. Thì mặc định nếu như mà tụi anh mua WinDC bản quyền á thì nó sẽ có cái gói này luôn, có license luôn. Còn nếu mà tụi anh rách thì nó sẽ không có cái này. Ok, kéo cái này thả vô đây. Ừ, chắc là không có.
rồi, nó là driver. Bỏ qua rồi, resume. Rồi, tiếp. Rồi, xong kẹt mạng. Mình sẽ kết nối nó với lại BOC. Thì giữa BOC với lại SCADA ở trong nền tảng đi ô tô thì nó kết nối nhau rất là đơn giản. Mình chuyển qua network, qua chỗ connection. Đó, mình chỉ đơn giản là nắm cái chỗ này, kéo thả vô đây. Là tự động toàn bộ các cái data của BOC nó sẽ được đồng bộ lên QDC hết. Mà lúc trước mà mình không cần phải export ra, import vô những cái như cái hệ SCADA khác. À, mình nắm cái cục màu xanh này, thả vô đây. Đừng nắm cục này nha. Đừng có nắm cục màu xanh lá cây nha, nắm cái cục màu xanh dương này nè, thả vô cục màu xanh dương này. Thì nó tạo ra cái HMI connection. Rồi. Tạo PC Station xong rồi. Bước tiếp theo là mình sẽ tạo tag trên cái Scala. Thì thật ra nếu mà tụi anh làm cái dự án nhỏ thì tụi anh có thể dùng trực tiếp cái tag với PC này luôn mà không cần phải tạo tag trên Scala. Tức là nó hỗ trợ mình chi xuất trực tiếp xuống cái tag chỗ này luôn à, xuống PC tag luôn. Nhưng mà mình cái này là làm theo process, cho nên là cái tag của mình sẽ là tag liên quan tới object, còn đây mình không có làm cách đó được, mình khó khó quản lý trên SCADA. Thì để làm cái tag này thì mình mở cái bảng HTML tag lên, default tag table. Ví dụ như hồi nãy là mình có cái PP 101 FBR DB, như vậy đi ha. Thì nó là một cái đối tượng digital đúng không? Chuyển qua đây chọn cái này là HMI connection 1, tức là liên kết với BC. Rồi kiểu dữ liệu ở đây mình ghi là digital UDT, cái này trong bộ thư viện nó có sẵn. Bình thường tụi anh không cài thư viện thì sẽ không thấy được cái digital UDT này đâu. Thì cái này cái mục đích của cái digital UDT này làm gì thì anh sổ ra, khi mình sổ ra mình thấy là nó tự động map với tất cả những cái data cần thiết ở dưới cái BC lên đây rồi, tự nó map luôn. Tức là mình chỉ về mặt SCADA mình chỉ quan tâm một cái đối tượng duy nhất là PP101 FBR thôi, chỉ quan tâm cái đối tượng này thôi, còn bên trong nó có gì thì mình không quan tâm. Rồi thứ hai là cái address này nè, DB1 nè. Thì mình có cái ở dưới BC á, mình có cái thằng này đang là DB mấy, PP101 FBR đúng không? FBR đây nó đang là DB1, cho nên chỗ này sẽ là DB1 chấm DBX 0.0, tức là bắt đầu của cái DB1. Rồi tương tự như vậy cho những thằng tiếp theo. Thì đương nhiên là mình cũng không có là tạo bằng tay những cái này rồi, mình sẽ export cái này ra HMI tag, rồi dùng Excel mình chỉnh, mình copy vô lại export ha, chỗ này export. Cái nút import này nhấn không được đâu, lát nữa em sẽ chỉ cách. Import ra cái chỗ HMI tag đây. Copy vô. Rồi. Mình map D chứ đúng không? Thì bắt đầu nó là B1. Rồi cái thằng tiếp theo là DO. DB12 101 101 B1, tức là
cái DI nó sẽ là từ DB1 đến DB10 đúng không? Thì trong cái bảng HTML tag này nè, mình cũng làm tương tự. Copy từ đây qua. Cái này giống với nhau hết nè, tất cả những cái này giống nhau. Rồi, cái này cũng giống nhau. Nó chỉ khác nhau cái địa chỉ thôi đúng không? Làm sao mình cho nó tăng cái này là DB1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nếu mình kéo vậy nó chỉ tăng cái số cuối cùng thôi. Đây. Lúc này mới xài skill Excel nhiều nè. Dụ thêm cái cột đây đi ha. Đúng rồi. Đúng rồi, chia làm hai cột và led thì mình cộng lại. Chỗ này chỗ mình cần tăng nè. Thả vô đây. Rồi cho nó tăng lên nè. Rồi chấm DBX 0.0 là cái đuôi của nó giống nhau cho tất cả. Rồi sau này cộng chuỗi lại cộng concatenate đúng rồi đúng rồi. Cái này đi cái này đó kéo xuống. À, copy cái này, copy hết vô. Tất nhiên là cái này lát nữa mình sẽ làm sau, tại vì mình ép một lúc cho cả đống luôn á, rồi mình làm cái này luôn một lần cho nó tiện. Ra đây. Rồi mình delete cái này đi, để lát mình import vô không bị lỗi. Rồi sale. Còn DO với AI nữa ha. Nhưng mà cái đó lát nữa mình tự làm bằng tay. Rồi giờ import vô nè. Thì mình thấy là cái nút import này nó bị mờ. Mình không có nhấn được. Thì để import được á, mình phải lên đây, chọn show all tag, bấm vô đây nè. Thì mới import được. Bấm vô đây. Thì tại sao nó lại làm khó khăn vậy? Cái chỗ show tag này nó cho phép mình import tất cả các tag của nhiều bảng khác nhau. Ví dụ mình có bảng 1, bảng 2, bảng 3, bảng 4, 5 gì đó. Nó cho mình import hết một lượt cái này luôn, rồi tự động trong này nó sẽ phân xuống bảng số 1, bảng số 2, bảng số 3 tùy theo cái file HTML tag nãy mình định nghĩa. À. Chứ còn ở trong cái default tag này, giả sử mình muốn import cho những bảng khác thì nó không hiểu. Nên phải vô show all tag này mới import được. Vô đây, bấm tay import nào. HTML tag vô ok đó import tag xong rồi bây giờ mình sẽ tạo cái màn hình SCADA nè. Chỗ screen nè, add new screen chỗ này rồi thì mình sẽ chào dần chỗ property để mình set cái độ phân giải của nó. Ví dụ đây để 1024768 đi. Rồi cái chỗ lên tam screen này mình vô đây screen. Chỗ này là nếu như mà ai muốn chạy full screen thì tích vô đây, còn ai muốn có cái bảng có cái có cửa sổ để kéo đi cái tích vô cho dễ thì tích vô title border đó.
Được chưa? Rồi. Rồi để xài cái thư viện này cho cái Unity á thì mình cần làm những bước sau đây. Chuyển qua library. À, nó có cái base template nè. Mình copy cái base template này bằng cách nhấn kéo thả vô cái chỗ folder screen. Đóng cái BC lại coi. Đây. Base template nè. Nó sẽ ra hai cái màn hình, hai cái khung hình này. Thì mình sửa, kéo vô nó sẽ thêm số 1 vô tự động, mình bỏ số 1 đi. Rồi chỉ để là frame, chỉ là header thôi. Thì hai cái này là gì? Cái mình click vô ha. Mình sẽ thấy đây là cái header của cái pop up của cái bỏ đối tượng á. Đây là cái frame. Rồi. Một cái ha, rồi tiếp theo. Tag template. Thằng này nắm thả vào tag. Hai cái nè. Rồi tiếp theo nữa, mình đang làm digital đúng không? Mình sẽ copy cái folder digital này nè, nắm folder digital này thả vô screen. Rồi tổng cộng có ba cái nha, mình note lại nè. Đầu tiên là base template kéo thả vô đây screen. Tiếp theo là digital kéo thả vô screen. Cuối cùng là tag template kéo thả vô tag. Đó. Đi đâu má? Đi rồi. Bây giờ không phải dừng nữa, sau về lấy lại cá nhân mình không có đang làm không, mình chờ không mình tiếp tục nha. Rồi ok, vậy là không kịp hết rồi đúng không? Rồi. Đúng rồi đó. Rồi, ở trong cái folder digital á thì cái cấu trúc ở trên cái màn hình camera nó vậy nè, mình có một cái biểu tượng ở đây, ví dụ có cái motor đi ha, mình có cái biểu tượng M là motor chẳng hạn, thì khi click vô cái biểu tượng này nó sẽ mở lên cái cửa sổ. Còn thông thường mọi người làm là gì đúng không? Rồi, thông thường là mình phải tự vẽ những cái này, tự thêm những cái đối tượng ở trong, tự link tag ở trong, mà cái thư viện này nó link hết cho mình luôn. À, thì đầu tiên á, cái biểu tượng này nè, thì nó gọi là faceplate, tức là mình dùng chức năng faceplate của WinGC để tạo cái biểu tượng này. Còn cái cửa sổ này dùng chức năng screen window. À, cách thức hoạt động nó là vậy, khi mà click vô đây thì sẽ có một cái hàm, một cái script chạy, cái script đó sẽ tự nạp cái dữ liệu từ cái DB này nè, nó nạp hết vô cái này một lần một duy nhất thôi, mình không cần phải gán cái chỗ này là m0.0, chỗ này m0.1 gì đó. Nó chỉ quan tâm đối tượng thôi, nên lúc nãy mình lập trình với BC mình phải để cái instance cho đúng là vậy, để nó quản lý theo cái instance đó. Ví dụ mình muốn cái pop up này là của cái PP 101 dù đi ha, thì mình phải để cái instance đúng cái chữ này, thì click vô đây nó sẽ nạp hết DB này vô cái screen này, nạp một lần một DB luôn. À, mình đang làm với digital đúng không? Lấy cái icon nè, digital icon. Icon chính là cái faceplate á, cái biểu tượng trên màn hình nó mình kéo ra. Rồi, biểu tượng nó như vậy. Rồi làm sao để đưa dữ liệu từ UBC vô đây? Thì mình chuyển vô property qua interface. Faceplate thì mình sẽ làm gì với cái tab interface này? State nè. Chỗ này mình chọn là HMI tag. Thì nó chính là cái tag lúc nãy mình mới vừa tạo. Cái tag PP, giả sử mà mình lấy cái PP 101 feedback run làm mẫu đi ha. Hay lấy dụ cái này đi. À, lúc nãy mình để tag, tin tag sai rồi, đây sẽ có gạch DB này mới đúng. Chút nữa sửa sao. À sorry. Chấm dưới đây. Rồi. Mình dùng cái dữ liệu là QDW, tức là QD word state á, là trạng thái của cái đối tượng này nè, mình chọn vô đây. À, tức là trong cái bit trạng, trong cái quật trạng thái này bao gồm gì, bao gồm on off, rồi bao gồm cái simulation có bị interlock hay không, có đang delay hay không,
nó sẽ chứa hết trong đó. Rồi là xong cái icon này ha. Bây giờ mình sẽ làm cái pop up hiện lên. Cái pop up đó thì mình lấy ở đây digital 1 nè, kéo thải vào đây. Rồi mình cho nó hiện lên cái khung, mình kéo tới cái lưu cho dễ. Appearance, header, glow button. Đó, kéo này rộng một xíu. Đó thì cái pop up của mình nó tới phần màu đen nè, cái phần màu vàng này là hết đúng rồi, mình kéo tới đúng như này thôi. Rồi bây giờ làm sao để khi mình click vô đây nó mở đúng cái này, và khi mở lên nó biết được cái cửa sổ này nè là của cái thằng này chứ không phải là của một thằng nào khác. Thì gọi là truyền tham số đó, là mình truyền dữ liệu từ cái BC, từ cái đối tượng này vô cái cửa sổ này. Này cách truyền nè. Thì cái screen window nó có một cái chức năng gọi là tag prefix chỗ này. Thì tag prefix nó cho phép mình nạp một lúc cả một cái DB vô cái screen window đó, mà không mình phải gán riêng lẻ từng cái nút, từng cái hình, từng cái biểu tượng này đó. Gán một lần một duy nhất thôi. Thì để dùng cái chức năng này cho nó gán tự động á, thì mình chuyển qua cái icon này nè, khi click vô đây ha, nó sẽ mở cái này lên, đồng thời là gán biến vô luôn. Thì có hai nhiệm vụ, thứ nhất là mở gán biến, thứ hai là mở lên. Mình chuyển qua event click nè. Nhiệm vụ đầu tiên là gán biến đúng không? Thì mình sẽ là set property by constant. Rồi, đối tượng mình cần set là gì? Là cái digital 1, tức là cái screen này nè. Rồi, tên cái thuộc tính mà mình muốn gán là gì? Là tag prefix. Tức là thay vì mình có thể gán bằng cái ô này bằng thử thủ công bằng tay nè, bây giờ mình gán bằng script tự động, click vô là nó gán chứ không phải gán chết ở đây bằng tay. Rồi giá trị là gì? Mình đang muốn gán cái là VV101 đúng không? Gõ đúng luôn. 1 FBR DB. Rồi xong nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm thứ hai là cho nó hiện có up lên. Cũng dùng đúng cái hàm này luôn. Rồi lúc này thuộc tính mình chọn sẽ là rồi lúc này thuộc tính mình chọn sẽ là visibility visible, set lên bằng 1, tức là cho hiện ra. Tại mặc định cái cửa sổ này bị ẩn đi, mặc định nè, nó được ẩn đi. Thông thường là mình muốn cái pop-up này nó hiện lên trên tất cả những cái đối tượng khác của màn hình đúng không? Thì mình sẽ đưa nó lên cái layout, cái layer, cái lớp cao nhất. Đưa lên lớp cao nhất nào, ví dụ nó đang nằm ở layer 0 đúng không? Mình cho lên lớp cao nhất, đưa đây chẳng hạn. Thì khi nó hiện lên nó sẽ che hết tất cả những thằng phía dưới. Cái layer này mọi người hiểu đúng không? Nó chỉ là cách sắp xếp thôi, ví dụ ai xài Photoshop thì sẽ biết cái này. Rồi, thì có hai tác dụng khi mà click vô đây, nó nạp hết DB vô cái này và nó cho hiện lên. Giờ chạy thử nè. Chạy thử rồi, trên đây mình đang dùng Visual CC Advanced. Quên còn cái cuối cùng là cái alarm. Kiểm tra lại cái bảng backlist của mình đây. Through window rồi nè, bây giờ tới alarm. Còn cái alarm là xong. Thì alarm này nó cũng có template luôn. Mình không cần phải ngồi cấu hình từng bằng tay từng cái alarm. Cái mày alarm nè. Template nằm ở đây, library digital alarm. Kéo vô đây. Đó nó ra. Cái này. Rồi nhiệm vụ của mình chỉ là add cái trigger tag vô thôi. Thì trigger tag nó là cái nào? Cái này 101 FBR DB nè. Những cái này thiếu DB hết nha. Tại nãy mình làm cái file Excel bị thiếu á, DB gạch DB. Hôm nay mình làm demo với cái này thôi. Mình lấy cái tag này nè, keyword alarm. Thì cái dùng nhớ này sẽ chứa tất cả những thông tin về cảnh báo alarm cho cái đối tượng này. Mọi thứ đó mình đang làm việc đối tượng nha, mình không đi cụ thể chi tiết vô là nó alarm cái gì. Mọi thứ nó tự động lên đây nè, alarm cái gì nó lên đây hết rồi. Ví dụ là đang bị interlock, hay là cái bit nó đang on, hay là on với delay, hay là đang chơi chế độ simulation.
copy xuống hết luôn. Ok. Rồi. Thì cái alarm này nó cũng quản lý dựa theo tên đối tượng luôn, dựa theo đối tượng. Tức là khi mà cái màn hình cái pop hiện lên á thì nó chỉ hiện đúng cái alarm cho đối tượng đó thôi, nó không phải hiện alarm cho toàn hệ thống. Ví dụ đây nè, cái screen của mình đây ha, khi mình bấm nó hiện đây nè, thì trong này chỉ chứa thông tin của đối tượng này thôi, kể cả alarm cũng vậy. Thì trong này nó có chức năng alarm filter, tức là nó lọc hết tất cả những cái alarm khác, chỉ lấy đúng này thôi, thì nó filter dựa vào tên đối tượng. Thì để set cái filter đó, mình mở cái alarm lên cho nó hiện cái cột additional test 2. Thì tại vì cái bộ thư viện này nó xây dựng dựa trên additional test 2, mình cho hiện lên. Hiện tại mình không edit được, nó đang để chỉ đầu câu 1 nè, nó khác với lại cái tên tag của mình đây thì nó sẽ không filter được. Thì để sửa được cái này á, mình mới chuyển qua alarm test block, user test block, mình add cái thằng này thành user test block để mình chỉnh. Rồi quay lại đây là mình chỉnh được rồi. Cái chỗ này là mình để đúng cái instance ở dưới BOC này lúc ban đầu mình đặt á. Copy xuống. Ok. Rồi. Giờ mô phỏng. Phỏng BOC trước. PLC sim PC mạch ven lúc sáng anh Thanh chỉ rồi, này mình chỉ lướt qua thôi. Đây. Rồi. Bị fail là tại vì cái địa chỉ đây em đặt trùng. Hay là bị trùng địa chỉ. Đấy, thấy không? Rồi. Off, tắt BC. Mở lại. Chó chứ. Nè. Nó hơi lâu thôi. Đó. Hết lỗi. Đó. Rồi download. Download. Nhiều thứ quá nhiều bước quá. Nhiều cái đó. Gửi thế nào, mấy mấy chục ghi ức gì nổi. Cả cái máy này mới được có 100 GB. 100 GB.
thế thì còn khả thi. Máy chơi game còn máy chơi game. Rồi. Đó, tôi xin xong rồi. Mình kiểm tra cái khóa này là chạy đúng không? Có chạy không đây? Ok, rồi. Chương trình chạy ha. Đầu vô là không, đầu ra là không. Rồi. Giờ mình chạy các scala lên. Coi năm được ra 16 gì quan trọng phải đi làm kiếm cơm chứ anh nhắc theo chứ. Rồi xong cái xong đấy Freelancer rồi dạ nó không hiện gì hết, không hiện gì hết thì có hai trường hợp, nhất là mình linh tác không đúng, hai là linh tác đúng nhưng mà nó không truyền thông được BLC, không lấy được dữ liệu lên nó không hiện gì hết. Thì trường hợp thứ hai là trường hợp phổ biến. Để kiểm tra lại ha, mình để đi cái đồ check đi, kiểm tra bằng cách vô chỗ connection hay bị sai chỗ này đó, mình đang để CP TCP/IP là sai nè, mình đang truyền thông với lại PC ảo PC sim, nên mình chọn chỗ này là virtual Ethernet adapter, đồng thời là bỏ tích cái auto này đi, thì bỏ tích cái auto nha, không không bỏ đi cũng không chạy được đâu. Đúng rồi, không cần là đó rồi chạy lại nữa. Rồi, tích vô nè, ra cửa sổ này, bị lỗi rồi, bị lỗi thì đóng mở lại. À, khi mà nó bị lỗi vậy á thì mình đi giặt ti cái này đi, mình combine cái PC station này lại, mình chọn rebuild all, tại vì khi mà mình dùng một cái thư viện nào đó, đó thì giả sử như người ta build cái thư viện đó bằng cái phần cứng khác soi của mình, ví dụ như đây mình dùng cái 7.500 1513, người ta build thư viện bằng câu 1515 chẳng hạn, ở đây người ta dùng mình dùng Windows Zero mình build V14 FP1, người ta dùng V4 người ta build thì nó sẽ không tương thích, để nó tương thích hoàn toàn không bị lỗi thì mình lít phải nè, chọn compile rebuild all,
nguyên tắc khi xài thư viện á, khi mà add vô phải review all. Rồi. Bây giờ mình chưa có phần cứng thật ha, thì mình sẽ kích hoạt này qua chế độ mô phỏng setting simulation on. Thì trong chế độ mô phỏng này mình sẽ đặt cho nó on delay là 5 giây, off delay là 5 giây để cho nó khác nhau đi ha. Ví dụ on là 3 giây, off 5 giây. Cho lên 1 nè, đó nó sẽ đang delay chạy nè. Đó, sau 3 giây nó mới đóng lại. À, tắt sau 5 giây đóng lại là chức năng mô phỏng ha. Ví dụ mình không có phần cứng, mình mô phỏng chương trình thì khi mà mình làm vậy á thì cái bit we on của cái nóc này nè cũng được tác động luôn, thì mình sẽ mô phỏng được chương trình bên trong nó chạy. Đây mình kiểm tra lại. Okay. Nè, mình coi cái output ha. We on 1 nè. Delay 3 giây. Đó, true. Đó, ví dụ như là cái chân này ở ngoài phần cứng bị lỗi đi, thì mình vẫn có thể bypass nó bằng cách cho lên 1 hoặc cho nó về 0 cho chương trình để mình chạy tiếp, không cần phải chờ. Rồi bây giờ giả sử là mình có phần cứng thực đi ha, tắt chế độ mô phỏng đi, có phần cứng thực nè, off nè, chỗ này mình set cho nó khỏi delay đi, không à, quên nãy cho mọi người coi cái alarm, ví dụ simulation đi. Thì cái alarm này nó chỉ hiện cho một cái đối tượng này thôi. Đây là alarm của đối tượng này, không có dính vào alarm hệ thống, không có dính vào alarm những đối tượng khác. Off nè. Đó. Rồi, ví dụ có phần cứng thì mình sẽ dùng chức năng, bởi vì mình đang mô phỏng thì mình dùng chức năng force của tia bật tô. Mình force cái chân đó lên. Rồi, chân đó là lấy theo tên đi. 101 FBR. Rồi giá trị mình muốn force là 1. Giám sát nè. Rồi. Rồi nếu mình force lên nó là true nè. Giờ cho nó về 0. À. Đó. Thì đây là cách mà mình làm với lại cái thư viện này. À, đây là face play nè, còn đây là screen window nè. Analog cũng vậy luôn. Analog thì mình truy cập vô sẽ thấy nó có nhiều cái chức năng hơi khác chút xíu. À, thí dụ nha, mở một cái screen analog lên thử. Digital analog nè, kéo analog ra. Nào cái screen analog này có những cái này, nó có tổng cộng là 5 cái screen. Screen đầu tiên nè. Đó, screen đầu tiên. Có interlock luôn.
Ví dụ như mình có thể đặt những cái mức alarm đây nè, bốn mức alarm, ví dụ là low 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 2v22 mình đặt vô đây đó, màn hình thứ hai nè là màn hình alarm, thì cái alarm này nó cũng được filter cho cái đối tượng này luôn. Màn hình số 3 là cái đồ thị để mình giám sát nó. Cái đồ thị nó cũng được login lại luôn. Ví dụ mình có mực nước á, nó sẽ hiển thị được cái chỗ mực nước theo trên đồ thị này mình xem lại. Màn hình số 4 là để đặt mấy cái limit nè. Đây, đây. Đó. Thậm chí là cái chỗ mà scale nãy á, mình đặt cái BLC á, mình cũng có thể đặt trực tiếp trên đây luôn. Không cần đặt trực tiếp dưới BLC, đặt cái trên SCADA luôn. Còn cái này, cái phần trăm này á, mình giải thích ha. Ví dụ như mình có cái alarm, mình đặt chỗ này là 80 đi ha. 80 thì alarm. Thì chỗ này nó chính là cái biên độ cho phép nó gần tới đó. Ví dụ như 80, ví dụ mình đặt chỉ dụ scale cao nhất của mình là 100, biên độ mình đặt là 1% đi, thì cái chỗ 80 nó sẽ là cộng trừ 80, còn 80 cộng trừ 1 á, tức là 81 hoặc là 79. Đó, đó là cái biên độ nó lọc lại. Màn hình thứ 5, đó, màn hình thứ 5 này nó cho phép mình đặt cái biên độ đó là mình sẽ tùy chỉnh với chức năng trên đây nè, đặt cái biên độ đó là về phần trăm hay là về absolute. Absolute tức là mình đặt được trực tiếp lên cộng 1 đơn vị, cộng 2 đơn vị gì đó. Chức năng mô phỏng này khi đặt vô mình có khả năng được là ví dụ như cần đọc cái cảm biến mực nước về, nó bị sai đi, mình có thể đặt trực tiếp ở đây luôn là cho cái mực nước chỉ định là bao nhiêu luôn. Để test chương trình đó, chỗ này mình có thể chọn được là cái hàm của mình lấy dữ liệu trực tiếp từ chân vật lý, tức là raw input, raw data dạng integer, hay là lấy từ dạng số thực trực tiếp luôn. Thì thông thường là mình dùng raw input, tức là cái giả sử nha, cái hàm analog của em nó nhận dữ liệu từ một cái thằng nào đó, nó trả về là dạng real chứ không phải integer, thì em nhận trực tiếp là real luôn. Em nói ví dụ nha, ví dụ em có cảm biến mực nước đi, nhưng mà nó trả về dạng truyền thông, không phải trả trực tiếp qua analog, thì cái dạng truyền thông em nhận được là dạng số thực đúng không? Em mới bỏ vô đây là dạng số thực, lúc đó em chọn cái kiểu input của em là real chứ không phải là integer, hiểu không? Đầu vào đúng rồi, đầu vào nó khác này. Nè, bây giờ đang dùng integer không? Chỗ này nó là real nè. Integer là real. Đó, input real đúng không? Đúng rồi. Rồi, 6, 7, 8. Đợi nghỉ xíu đi ha. Rồi, phần tiếp theo là cái khái niệm lập trình hướng đối tượng. Thì cái khái niệm này thực chất đó. Rồi. Cái điểm thực chất là nó bắt nguồn từ bên IT. Ai làm IT sẽ hiểu khái niệm này, đối tượng. Ví dụ mình trước đây mình làm Pascal hay gì đó thì nó lập trình theo cấu trúc, còn hiểu đối tượng này kiểu Visual Basic này kia. Thì cũng tương tự như bên tự động hóa mình, trước đây mình lập trình theo kiểu là từng network. Ai giỏi lắm thì chia ra FB, chia ra khu vực này kia. Còn lập trình đối tượng là nó gần với là DCS, quản lý theo đối tượng. Thì ví dụ mình có một cái PNID vậy đi, một cái ống như vậy, thì mỗi một cái phần tử này là một cái đối tượng trong chương trình của mình. Đây, đó nên lúc nãy một cái MIT 01 là một đối tượng của mình đó. Là ban đầu lúc nãy là mình đã làm được một đối tượng nè, hai đối tượng nè. Vậy còn mấy cái bơm này thì sao? Có đây là những cái đối tượng trong hệ thống. Tất cả những đối tượng này nó sẽ chịu sự điều khiển từ một cái tầng điều khiển cao hơn, gọi là higher control level. Thì cái tầng điều khiển này nó là nhiệm vụ gì? Giả sử như tầng điều khiển này sẽ quyết định là
khi mà mực nước đạt bao nhiêu phần trăm đó thì sẽ chạy bơm này hoặc là bơm này chẳng hạn. Rồi khi hai bơm này chạy thì so sánh cái flow này để bảo vệ cái bơm này chẳng hạn. Đó thì nó sẽ nằm ở chỗ hai control level. Rồi đi cụ thể ha, ví dụ đây là mình có một cái đối tượng là bơm đi BB1001 nè. Đây thì bọn đối tượng này ha, mình sẽ có những chân IO đưa vô đúng không? Những chiếc IO này cũng đều được mapping. Thì cái thao tác mapping đó thực chất là nó biến những cái IO vật lý này thành một đối tượng trong hệ thống của mình. Input, output, analog input, analog output cũng là đối tượng. Rồi những cái đối tượng này sẽ liên kết với lại cái khối motor. Là khối này cũng là một đối tượng luôn, một motor là một đối tượng. Và mỗi đối tượng này sẽ có một cái interface điều khiển riêng của nó trên SCADA. Tương tự như nãy là mình làm là có mấy cái D này nè. Cũng có interface trên SCADA đó, giống vậy. Đây là một đối tượng riêng lẻ ha. Trong hệ thống mình nó có nhiều đối tượng như vậy. Thì tất cả những đối tượng này sẽ chịu sự điều khiển từ cái tầng điều khiển cao hơn. Và tầng điều khiển này cũng có một cái giao diện riêng để cấu hình cho nó. Ví dụ như trong trên này mình có cái bảng là mình sẽ cấu hình là mực nước bao nhiêu phần trăm thì chạy bơm này, mực nước nhiêu phần trăm chạy bơm này chẳng hạn. Đó. Liên kết xuống dưới. Này cấu trúc một cái hệ thống điều khiển theo hướng đối tượng. Thì ở cái tầng higher control level này nè, mình có thể viết như nãy là dùng ví dụ ladder đi ha, dù so sánh mực nước lớn hơn bao nhiêu phần trăm đó thì kích ra cái bơm chẳng hạn. Nhưng mà những cái process mà theo kiểu quy trình tuần tự á, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 gì đó thì nó sẽ dùng ngôn ngữ graph để viết. Còn những cái process mà theo hướng xử lý dữ liệu á, tức là giả sử mình có một cái chương trình là mình phân cấp độ ưu tiên của bơm đi để chạy đi, ví dụ cho hệ thống mình có 5 cái bơm thì 5 cái bơm đó sẽ so sánh thời gian chạy của từng bơm, thằng nào chạy thời gian chạy ít nhất á, thì nó sẽ được chạy đầu tiên cái lần chạy tiếp theo, mục đích là để cân bằng cái thời gian life cycle của từng cái bơm. Thì cái đó mình sẽ viết bằng SQL vì nó liên quan tới xử lý dữ liệu, so sánh dữ liệu, sorting này kia thì mình dùng SQL. SQL là ngôn ngữ giống như là mà Pascal đó, mình có thể viết if for while này kia. Còn graph là ngôn ngữ theo quy trình. Thì lúc nãy những cái block của mình đang làm á là nó được viết bằng SQL. Chẳng hạn như trong bộ thư viện này nó có cái block decode. Đây. Thì cái block này nó được viết bằng SQL nè. Đó, nó có if, rồi có for. Đấy. Thì block này được viết bằng thuật toán sorting tìm max min để đưa ra thời gian chạy ngắn nhất. Rồi lấy theo thứ tự nguyên cái list đó. Tức là cái block này nhiệm vụ là gì? Nó tạo một cái bảng danh sách. Trong cái bảng danh sách đó có thứ tự ưu tiên của từng bơm. Sắp theo đánh số mỗi bơm 567 theo cái thời gian chạy. Ví dụ khi mà hệ thống của mình nó nói là bây giờ tôi cần 3 bơm chạy thì cái thằng này nó tự lấy ra 3 thằng đầu tiên trong danh sách đó chạy. Một thằng bị lỗi lấy thằng tiếp theo. Đó là nhiệm vụ khối này. Thì khối này là mình viết bằng SQL. Đó là những cái liên quan xử lý dữ liệu dùng SQL. Còn những cái liên quan tới điều khiển thì dùng ladder. Những cái liên quan tới quy trình thì mình dùng graph. Thì graph nó như thế nào? Mình ví dụ mẫu nha. Đây. FB, ngôn ngữ mình chọn là graph. Đây, ví dụ bên này mình chọn là quy trình đi. CIP sequence. Ai làm ngành nước thì biết cái CIP đúng không? Clean in place. Thì ở trong cái quy trình này thì mình sẽ phối hợp đóng mở van này trước, van kia sau, chạy bơm này bơm kia. Mình làm mẫu cái quy trình vậy đi. Ok, mở lên. Đổi ha. Rồi, zoom lên. Đây, ngôn ngữ nó dạng theo step by step ha. Ở đầu nó cho mình một cái step và một cái transition. Step là mình quy định trong cái bước này mình làm gì. Transition là điều kiện để chuyển tiếp sang bước tiếp theo. Ví dụ ở step 1 ha. Bây giờ giả sử mình nói là bước 1. Bước 1 ví dụ như
action của mình. Chỗ này đi, bước 1 mình sẽ set cái bơm 1 lên cho nó chạy đúng không? PP. Một không một CMD chấm sao rồi sao đi à, cái này mình chưa có tạo đối tượng bơm mà ví dụ vậy đi PB 101 CMD nè, tức là set cho cái bơm này chạy rồi sau đó nha. À, điều kiện ví dụ cái bơm nó chạy khi mực nước nó drop xuống dưới bao nhiêu đó, đây là điều kiện transition ở bước tiếp theo nè, mình dùng lệnh so sánh ví dụ mực nước nhỏ hơn hoặc bằng mực nước thì mình lấy ở đây nhỏ hơn bằng 50 chẳng hạn, thì nó là điều kiện chuyển tiếp để qua bước tiếp theo. Bước tiếp theo mình làm gì? Bước tiếp theo mình sẽ add một cái step mới nè, bước tiếp theo step 2. Ví dụ step 2 mình sẽ tắt cái bơm số 1 đi, mở bơm số 2. Cái quy trình mẫu vậy thôi ha. Reset nè, rồi. Set bơm số 2 luôn. Đó, tương tự vậy, cứ theo vậy, transition nè, ví dụ như mực nước drop xuống dưới 30 chẳng hạn, gặp gì đó tiếp. Trong này nó có nhiều cái qualifier, tức là những cái lệnh á, nhiều lệnh khác nữa, ví dụ lệnh delay này kia, hoặc lệnh đếm này nọ. Thì tương ứng là trong cái quy trình của mình, nhiều khi nó có mấy cái delay chờ bao lâu á, thì chờ nó cũng là một tác vụ. Đây, cứ tính chờ là một step, lúc đó mình dùng cái lệnh delay. Đó. Đây mình chỉ demo sơ thôi, mọi người về tìm hiểu tiếp. Rồi, tiếp theo là mình nói về cái alarm, tức là chức năng cảnh báo trên SCADA các bạn, tức là trên PLC nói chung luôn á. Bỏ qua cái này ha, hay lát quay lại giải thích sau. Rồi. Alarm, hiện tại cách mình làm alarm là như thế nào? Ví dụ mình viết một cái log alarm đúng không? Trong đó mình có một cái trigger, một cái điều kiện đầu vào, một cái trigger đầu vào, một cái điều kiện, rồi một cái on delay, mình đưa ra một cái bit alarm. Đúng không? Cách hiện tại mình làm là vậy, nhiều cái trigger, nhiều cái alarm bit. À, rồi những cái bit này mình sẽ đưa vô một cái DB để lưu lại. Rồi cái DB này mình sẽ đưa lên màn hình HMI, đưa lên SCADA. Ở trên HMI, trên SCADA mình mới viết những cái test tương ứng ở đây. Không, cách mình làm là vậy, mình viết cái FC ở đây rồi chứa vào một cái DB, từ cái DB này mình map lên HMI rồi mình viết những cái test tương ứng ở đây. Rồi đây là mình lập trình ha, còn đây là cách làm một năm mới nè, gọi là RODAS. Thanh đứng xích ra ảnh. Rồi, Product thì nó khác biệt như thế nào? Product là mình chỉ cấu hình ở LAM chứ không phải là lập trình. À, ví dụ như đây mình cũng có những thành phần giống tương tự như là mình lập trình nè. Mình cũng có trigger nè. Trigger đây mình chọn cái tag cần trigger là gì? Trigger đó là 1 hay là 0. Mình cũng có delay nè, delay bao lâu mình đẩy vô đây. Mình cũng có condition nè. Không, mình cũng có LAM test luôn nè. So sánh với lại cái program. Đây, bốn thành phần này đều có, nhưng mà cái khác biệt là gì? Không có cái alarm bit. Nghĩa là gì? Mình tiết kiệm được dung lượng PLC, dung lượng nguồn nhớ PLC, mình không phải tự nhiên đi làm thêm cái DB để chứa mỗi alarm không. Rồi lại mình phải lên cái HMI đó mình viết alarm test nữa. Cái này mình chỉ cấu hình với PLC thôi. Tự cái alarm này là khi mà alarm sinh ra thì cái test này được đẩy lên màn hình alarm của SCADA luôn. Mình không cần phải làm lại nữa. Chỉnh như thế nào ha, rồi này cũng không chạy ha, mình làm demo thôi. Ví dụ mình lấy cái lốc điều khiển motor nãy đi, lốc này
code dưới có quan tâm không? Quan tâm cái phần phía trên đây nè. Ví dụ như bây giờ mình có cái motor protection switch nè, tức là cái relay nhiệt trả về feedback fail, bây giờ mình muốn lấy cái thằng này đưa lên alarm. Thì thông thường là mình lấy cái bit này đúng không? Mình bỏ một cái bit alarm, cái alarm mình bỏ nó thêm ai mình ghi cái test ra. À, cách làm RODES nó vậy. Thì khi mình cài RODES nó sẽ có cái cột gọi là fixed supervision nè. Cái cột này cài RODES nó sẽ có. Thì của mình đây, test này. Mình chỉ cần click phải ở đây, chọn add new supervision. Nó sổ bảng này lên. Đó, thì mình có thể chọn là trigger nó là true đúng không? Thời gian delay, ví dụ cho nó là 5 giây. Rồi điều kiện là gì? Ví dụ điều kiện mà nói là khi cái bơm đó đang chạy hoặc là cái process nào đó đang chạy đi chẳng hạn. Ở đây không có thì mình cứ để vậy. Rồi. Cái category mình muốn liệt kê là error hay warning ban đầu lúc nãy mình nói á. Rồi cho là alarm test ở đây thôi. Ví dụ như là PV101 thermal drift chẳng hạn. Đó. Thì cái test này nó sẽ đẩy lên SCADA luôn. Mình không cần phải làm thủ công như nãy. Đó. Mà nhớ là cái này thì mình phải mua license. Cái license nó là product. Mình sẽ chỉnh cái license ở đây nè. Runtime Pro đây. Đây. Đó. Đó mình chọn ở đây. Cái số lượng nè, supervision nè, cộng zoom lên. Giờ mình mua cho 250 cái supervision, tức là 250 cái alarm á, 500, 750, 1000. Thì tùy theo cái số lượng alarm mình set trên hệ thống thôi. À, giá tiền á hả? Giá tiền thì mình không có giá list cao, giá list mà giá list thì cao lắm. Phải bao nhiêu nha? Thì coi, không có mạng coi. Khoan. Rồi nhá, rồi đấy, rồi vậy. Next. Rồi, khi mình có hết tất cả hệ thống mình lập trình xong hết rồi, tiếp theo là bước mô phỏng. Cuối cùng là bước mô phỏng nè. Thì mô phỏng mình làm gì? Thì cái quy trình là đầu tiên là mình mô phỏng, đây là trên phần mềm đó nha, mô phỏng những cái IO của mình, tức là mô phỏng cái DI, DO, A bằng cái khối mapping á. Mình, tức là mình mô phỏng coi là cái analog có đọc đúng không, cái tín hiệu mình scale về nó đúng không. Rồi sau khi mà mình mô phỏng được cái IO rồi, mình sẽ tiếp mô phỏng từng object, từng cái bơm, từng cái van trong hệ thống của mình, xem là cái bơm, cái van đó bản thân nó riêng lẻ của nó có thể hoạt động đúng hay không, tức là khi mình nhấn nút start nó có start hay không, khi là bị tip nó có dừng hay không, những cái van khi mà kích open thì nó mất bao lâu để nó open, có delay á, và khi mà tín hiệu trả về bị lỗi thì cái van nó có báo lên hay không. Đó là object testing. Rồi tiếp đến là mình sẽ test những cái chương trình điều khiển cấp cao, ví dụ như cái chương trình theo tuần tự lúc nãy á, theo step by step mình test thử coi cái quy trình nó chạy đúng không, chương trình nó chạy đúng không. Rồi đó là mô phỏng trên phần mềm. Rồi tiếp theo mình làm gì? Mình mô phỏng trên phần cứng. Thì cái quy trình cũng vậy thôi, mình cũng ra trên cái chỗ terminal, mình mô phỏng, mình test không phải mô phỏng nữa, là mình test từng cái IO vật lý ở ngoài. Rồi ví dụ mình có những cái chân output này nọ hết rồi, mình sẽ test từng cái object đó, từng cái motor đó nó xuất có xuất cái quy ra ngoài không, mình xem cái đèn nó có sáng không, mình tín hiệu nó đưa về đúng không. IO này là mình có những cái bộ mà phát dòng á, giờ mình có thể đưa vô đây mình test coi cái tín hiệu analog đọc đúng không. Rồi tương tự là mình cũng test cái phần điều khiển cấp cao xem nó có chạy đúng quy trình không. Đó là logic nha, mô phỏng logic, chỉ là mô phỏng chương trình PLC thôi. Thì cái mối quan hệ giữa software với hardware này là virtual world là real world, gọi là digital twin. Thì khi chuyển qua đây ha, làm cái so sánh thôi. Thì cách mình làm hiện tại là gì? Mình viết chương trình xong, mình mô phỏng chương trình ở trên PLC. Rồi khi người ta giao tủ điện, mình có tủ điện rồi, mình đi test từng cái IO, test cái PLC, xem chương trình trong PLC chạy đúng hay không.
đến lúc này là chưa liên kết thì đến thiết bị thật có ngoài nha, chưa liên kết là motor này kia ngoài, tại vì là cái dự án hệ thống bên xây dựng bên cơ khí này chưa làm xong, mình chỉ mới xong phần điện thôi, phần điện lúc nào cũng nhanh nhất hết đó, nhưng mà vẫn chờ cơ khí xây dựng xong. Rồi giả sử như cơ khí xây dựng xong rồi, lúc này mình có hệ thống thực nè, free plan nè, hoặc là prototype nè, thì lúc này mình có PC thực, mình có hệ thống thực, mình bắt đầu mới test chương trình thực tế trên những cái đối tượng thực tế, bơm thực tế luôn đó. Thì làm vậy mình thấy là gì, mình phải tốn một cái khoảng thời gian, và bao giờ bên tự động bên điện cũng phải chờ tụi xây dựng cơ khí làm xong, và tụi nó trễ là mình cũng bị đẩy luôn, đúng không? Đúng rồi. Rồi thì một cái giải pháp mới là mình xây dựng một cái hệ thống ảo luôn, virtual plan luôn, tức là mình không cần chờ nó làm xong, mình có một hệ thống ảo để mình test cái chương trình của mình chạy đúng hay sai luôn. Đây không phải mô phỏng chương trình PLC nha, mà là mô phỏng cái cả một cái hệ thống luôn, cả một cái process luôn. Đó thì cái PLC Medfriend á mà mình đang xài á, và lúc hồi sáng anh Thanh có demo á, thì nó có khả năng liên kết với lại cái hệ thống ảo này. Thì hệ thống ảo này nó cũng tạo bằng cái chương trình của Siemens luôn. Thì ở đây có một cái demo này, mở clip lên coi. À. Đó, thì đó là virtual commissioning. Toàn bộ những cái này là ảo hết đâu. Từ cái chỗ mô phỏng logic cho đến mô phỏng hệ thống đều là ảo hết, thì gọi là virtual commissioning. Mình tiết kiệm được thời gian hơn rất là nhiều. Đó là khi mà triển khai download chương trình xuống PC thực là nó chạy cũng gần như là 99% rồi. Rồi, kết thúc. Thì cái bộ thư viện đó với lại cái tài liệu sử dụng á, mình có thể download trên đây, có cái mã QR code đó, mọi người scan trong file PDF cũng có.